sáng ngày 17 tháng 3, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành dự án công viên Mê Linh và Bến Bạch Đằng, phường Bến Nghé, quận 1. Tham dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, cùng lãnh đạo nhiều sở, ban ngành thành phố. Ghi nhận của dân Việt, phía trước tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đường Tôn Đức Thắng, hướng ra sông Sài Gòn đặt một lưu hương mới. Qua tìm hiểu, lưu hương mới này được đặt trước tượng đài vào đêm qua. Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ông Vũ Văn Điệp cho biết, hai công trình này là không gian văn hóa quan trọng của khu vực trung tâm. Trước đây do thời gian dài không được chỉnh trang, tu sửa nên có những hư hỏng, xuống cấp. Cả hai bên Bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh thì thực hiện 8 tháng, nhưng mà do cái dịch bệnh Covid thì năm 2021 là có cái thời gian giãn cách xã hội chuyển hơn thi công. Công viên Bến Bạch Đằng thì đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết âm lịch. Tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh được xây dựng trước năm 1975 bằng bê tông cốt thép. Tượng cao 4m đặt trên bệ 3 cạnh cao 12m, ốp đá màu nâu. Ba mặt đế tượng có 6 mảng phủ điêu diễn tả các trận đánh giặc ngoại xâm. Sau nhiều năm, tượng bị xuống cấp nên thành phố cho tôn tạo lại cùng việc nâng cấp công viên Mê Linh gần đó, với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Công tác tu sửa tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo được đề xuất từ tháng 6 năm ngoái, song thời điểm này dịch căng thẳng nên việc chỉnh trang rời lại đến tháng 9. Sau khi công bố phương án tôn tạo tượng Đức Thánh, thành phố đã mời người dân góp ý về màu sắc, thiết kế, bức phủ điêu và lưu hương. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật, chủ đầu tư dự án Vít Đường Sông, đơn vị cải tạo công trường Mê Linh và một phần Bến Bạch Đằng, ông Nguyễn Kim Toàn nói rằng đây là chuỗi công trình tạo quần thể không gian văn hóa nối tiếp từ xưa đến nay mang tên Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền. Dự án chỉnh trang công viên Mê Linh gồm các hạng mục tu bổ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, hệ thống chiếu sáng, mảng xanh rộng 5.700m2. Cụ thể, đối với tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, phần thân tượng sẽ đục bỏ lớp vữa để bơm xử lý các vết nứt bê tông, quét chống thấm, chát vữa, phủ điêu. Bệ đỡ tượng được đề xuất thay mới, xử lý chống thấm và bảo vệ mặt tường bao, khung bệ đỡ, thay hệ thống dây dẫn và đèn chiếu sáng tượng đài. Khu vực công viên quanh tượng đài rộng 3.300m2 được đề xuất thay thế gạch lát nền bằng đá gờ gen tự nhiên. Công viên được trồng thêm nhiều cây xanh và thay mới hệ thống chiếu sáng. Khu vực lòng đường quanh công viên được thi công đệm cát, lát đá bơ gian tự nhiên.